ngày 11 tháng 10, nhà chức trách dải Gaza thông báo điện lưới khu vực đã sập hoàn toàn sau khi nhà máy điện duy nhất dừng hoạt động vì thiếu nhiên liệu trong bối cảnh Israel phong tỏa toàn bộ vùng đất này. Theo người đứng đầu chính quyền dải Gaza, Jalan Isman, nhà máy dừng hoạt động vào khoảng 14 giờ ngày 11 tháng 10 giờ địa phương, tức 18 giờ theo giờ Việt Nam. Trước đó, nhà chức trách cũng đã cảnh báo nhà máy đang cạn kiệt nhiên liệu. Bộ trưởng Năng lượng Israel Katz cũng ra thông báo về quyết định cắt nguồn cung, nước, điện và nhiên liệu, đồng thời cho biết nhà máy điện ở dải Gaza đã dừng hoạt động, toàn bộ vùng đất này rơi vào cảnh mất điện. Thông báo nêu rõ, Israel sẽ tiếp tục phong tỏa toàn diện dải Gaza cho tới khi mối đe dọa từ phong trào Hồi giáo Hamas được loại bỏ. Tại Israel, nhiều trường học phải đóng cửa kể từ khi xung đột với Hamas leo thang và sẽ chuyển sang hình thức học trực tuyến. Các chính phủ và các hãng hàng không đang nỗ lực tổ chức các chuyến bay sơ tán hàng ngàn khách du lịch từ Israel và hồi hương công dân. Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh xung đột leo thang, khiến tổng số người thiệt mạng ở cả Israel và dải Gaza đã lên tới hơn 2.000 người. Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Anh Jeff Blackley đã đến Israel ngày 11 tháng 10 để bày tỏ tình đoàn kết với người dân nước này. Trước đó, ngày 10 tháng 10, Ngoại trưởng Cộng hòa Séc Jen Laspersky đã đến Israel, trở thành quan chức nước ngoài đầu tiên đến thăm Israel kể từ khi xung đột bùng phát cuối tuần qua.